cháy lan này. Nhanh nhanh, mày cầm lấy, cầm lấy. Được, chưa được. Ui, để tao con dập hỏa. Anh đợi vào đây. Nhanh lên. Cái ca cháy, cháy cây rồi. Này. Ôi giời ơi. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Méo mồm. Nói méo mồm nói lộn. Hôm nay anh em mình lại ra bữa ăn quen thuộc. À, ăn lẩu. Đấy, các bạn nhìn này. Có hôm nay có mới có mũi dầu rồi. Dầu. Anh em mình sẽ thiết kế một nồi lẩu đặc biệt. Lẩu xong nước. Là gì? Lẩu xong nước. Xong nước là cái gì? Xong nước. Ui, sống với chẩn nước. Mày ai. Máy mà ta mặc bảo hộ này. Không tê chết toay. Đi, ta mày cháu quyết định là sẽ lên cây ăn lẩu. Anh bây giờ hơi à? Ấy, giờ hơi gì? Ăn lẩu ngó à? Lẩu ngó là lẩu gì? Lẩu gì này? Lẩu gì ở trên đây? Mình đốt ở đây không? Ở trên kia nhìn xuống à? Không, mày cứ đi ra tao thiết kế cho mày một nồi lẩu gọi là đẳng cấp, nồi lẩu trên cây đó. Ngồi ăn trên cây. Đấy. Anh em theo dõi nhá. Theo dõi này. Ừ, em vẫn chưa hiểu. Chưa hiểu thế nào ấy. Hãy lên đây. Cái nồi lẩu trên cây, treo lên cây đi. Treo lên. À, được thôi, để ta. Treo lên. Thôi. Đây mày. Ôi, rơi mất. Kia rồi, xuống nơi rồi. Đây. Lên, ta thiết kế, ta đặt vòng lên trên này. Chưa. Nồi đâu? Nấu được gì thế này? Ta nấu được. Cái gì à? Cái gì à? Từ ta tìm chỗ để thiết kế đã. Giờ nặng này. À đây. Nó phải chắc cú luôn, nó rơi tòi trên đó. Đã đưa cái nồi đây, nồi đất đây. Đấy. Đã đưa đây. Này. Các bạn biết nồi đất này là nồi đất gì không? Em lên nhé. Từ từ, ta phải thiết kế được cái nồi. Cái kim mế. Xà lão ấy. Úi giời. Đang ăn mà thế tõm hết xuống nước. Anh phải khắc. Rốt thế. Được. Khắc đặt vào. Được. Đúng rồi. Đưa con dao đây. Mày khôn mới phết rồi đấy. Bỏ đâu? Dưới kia kìa. Khắc cây này. Cháu anh nhé. Chặt nhìn trong hướng nhé. Nhá. Trong hướng là sao? Nhỏ lại lòi nấm ngọc cổ nha. Tao mặc bảo hiểm rồi. Nấm ngọc cổ. Ai dạy mày cái này? Trong mạng đây. Tao mua nấm ngọc cổ để uống. Mày uống không? Tao đâu uống. Không. Thì con không được uống rượu. Rồi là hư, mẹ quật đi cho. Ai, cầm ấy. Ô, Văn Kê. Treo nổi thôi. Chắc chắn nhá. À, khá là chắc chắn. Chỗ cái lõm này một tí nữa thì đẹp. Đấy, cái chỗ tay em ấy. Đấy á? Làm gì? Không, nó sượt sượt, thấy á. Nói gì? Nói gì à? Nói lúc việc gì mới biết chứ. Vấn đề là tí nữa mày ngồi đâu? Ai? Tao ngồi đâu? Đấy. Được cái này nhá. Ngồi chân ngọn được mà. Nào mày đưa cái ống bơ kia đây. Ống bơ anh để tận bơ này. Rồi, ok. Ok, bây bây. Tao con nữa. Ừ. Tất. Xa. Các bạn đã ăn lẩu trên cây bao giờ chưa? Lẩu hóng. Ai xa. Nào đi nước đây. Nước. Ô ban kê. Nước với cồn. Anh châm lửa luôn. Phóng hỏa. Hỏa diễn sơn. Đây. Đây.
Ừ. Anh thuộc hết lên đây đi. Đây này, anh ơi. Cho vào trong chân. Ờ, thì phải làm thêm nữa. Nhìn lên. Anh lo hết cả nấm ngọc cẩu à. Có cái ủ khỉ ấy. Này. Để đây đi, để bắt em trèo lên. À, chứ mày không trèo lên đây mày ăn được à? Để bắt em mang lên. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Anh chưa nghe hát bài gì không chán à? Rồi hết rồi. Anh xuống mà mang cái này nè. Ở đấy, em đồ ăn lên đây. Cho sần tật. Rồi hết rồi nè. Nào. Từ tao châm lửa ra, bóng hỏa ra. Tôi. Hả? Để mang cái này lên đã. Bóng hỏa đã. Không, này. Cầm lấy. Ui rơi trúng, rơi trúng. Ui rơi. Ui, tí ngã. Trúng ra sò. Ui, chà chà chà. Ui, chim cắn chim. Thôi, ném con dao xuống nhá. Này. Ai sợ lão ấy. Bắt này. Bắt. Ai sợ. Này cầm lấy. Quách quên đấy. Rồi. Trèo lên. Đập bóng hỏa nè. Ai sợ lão ấy. Chết phân nhỉ. Chết chưa. Chấm lửa đi lằng nhằng nhỉ. Ai sợ. Bình tĩnh. Ấy. Thì ngay mới là sẽ lao á. Không, không đâu. Ừ. Em mới tuyển được cái nồi bát tràng ấy. Bát bát. Ấy xa. Dạ. Tôi bên em cung đàn hát lên tinh khúc vàng. Ừ. Em ơi, em có em chết rồi. Lỡ mà em chết, anh có buồn không? Không. Nó hỏi mày à? Anh trả lời thế. Thôi, ngồi đợi tí thôi. Làm cái gì đây? Đấy đấy, đưa tao cục cồn đấy. Từ từ. Sao cái lon của anh nó đấy. Xì cơn hẹn. Nhỏ tin nhìn. Từ từ từ. À, mày thích ăn lẩu mặn không? Có. Lẩu mặn ăn gì? Khác. Vịt. Bà đấy lại táng nhớ. Mày tin anh phi phát từ đây bắt được gì đó. Thách ấy. Từ từ. Từ từ. Đàn này anh làm mất một con rồi nha. Ừ. Anh chả cho gì. Đừng có được đàn đâu. À, rồi rồi, im. Kê cái này rồi. Kìa kìa. Mày mình huy vắt xuống bắt một con lên đây. Anh im mất. Xui dạy chỉ còn ăn cứt gà. Nhưng mà mán ăn xà phòng. Cầm lấy nhanh nhanh, mày cầm lấy, cầm lấy. Được, chưa được. Ôi, để tao con dập hỏa. Anh đặt vào đây. Nhanh lên. Cứ ca cháy, cháy cây thôi. Đây. Ôi dồi ơi. Phóng hỏa cây rồi. Anh làm gì đây? Hỏa diệm sơn rồi. Ôi, anh lấy nước, lấy nước. Ấy. Lấy nước pha vào nhanh. Ai xa. Ôi. Lấy nước pha luôn vào cái chỗ đấy. Pha vào đâu? Mới thấy anh thổi bay cả hỏa diệm sơn đâu. Không, tí nữa nó có lửa nó lại cháy chỗ cũ. Không. Lấy cái gì? Được rồi, sôi rồi. Nào đưa giấy đây để ăn.
Nào, đặt đây vào đây. Đây. Rồi, mày lại ngồi vào đấy, chén thôi. Nó mà cháy nữa đi. Không cháy nữa đâu. Cháy anh lại thổi tắt thôi. Tốt nhất là hiểu. Cứ nhầm, mày thấy anh thổi khác gì quạt ba tiêu không? Quạt ba tiêu. Thì em một đôi đũa. Úi xà. Rồi, Hồ Văn Kỳ. Em đôi đũa. Đây. Cho ngô vào, cho ngô vào. Úi. Ngô cho khoai vào. Xù. Cháy ra cả hết cả đời. Cứ nhỉ. Ê kệ đi. Thế mà chả mang mực đi nướng nhỉ. Đốt cây. Thì đấy phải đốt cây rồi. Ui. Anh ấy. Thả từ từ thôi. Không có thịt à. Ăn chay à. Thôi hôm nay ăn chay bữa có gì đâu. À em thấy một cái rồi. Không được đâu sói ạ. À. Cho em khỉu. Khỉu cái gì? Tao để dành mãi mới được khúc này đấy. Cho em khúc trên, em không được khúc dưới đâu. Cho vào cho nó ngọt nước nhé. Ừ. Cho vào ngọt nước. Nhưng mà khô, để tủ từ hôm khô điêng. Chả biết còn cái gì nữa không. Ăn nước rồi. Khô trước xương sau thế mới giàu. Ai xa, về đấy. Phê hay không phê, nói một lời. Ai cha, ai cha. Thằng hai bốn phân nó lại đi thả bò về cả. Ai cha. Bên kia. Ừ. Nó thả trâu, nó thả bò đó. Này, lát của mày này. Chứa được đím cái này đấy. Đây. Anh chọc chanh á. Chanh rồi. Cho nấm à. Chén nấm. Thiếu một... trứng. Thiếu một kia. Úi dồi, mày đập vào. Không. Trứng đã chưa rửa. Nấm mà chén nấm. Chén chén à? Chén chén. Ê, chắc cả súp lơ nên em thích ăn súp lơ. Súp lơ đây. Nhưng mà ăn chay quá. Chay được ăn rau một bữa có cái gì đâu. Có quả trứng như kia là được. Ôi, mày thích ăn thịt trâu, lẩu trâu không? Hả? Hay ơi! Mày cho anh mượn con trâu nào. Cầm xuống chặt cho anh cái đuôi. Xin khấu đuôi. Xin khấu đuôi làm lẩu nào. Hai ơi. Xin khấu đuôi trâu làm lẩu nhá. Ấy, này hết cồn thì sao mà cháy được. Sao trên này nó mắc à, bị tuột. Mắc gì? Mắc gì? Nó cứ chạm. Cái đó. Cái này lúc này có dính cồn không đấy? Dính ở đằng dưới dính gì? Không có gì. Mày cho trâu ra đây con ăn lẩu. Con trâu này ai mồm? Hả? Xịt mũi mà. Ai mồm ấy? Cho trâu về ra đây ăn lẩu à? À mã. Dùng dụng lẩu của tao chết coi. Mày thả trâu đói thế? Mày xem phim à? Phim. Phim xét. Phim xét. Ờ hay là mày đưa anh con dao rồi đấy đâu nhỉ? Đấy đấy, thấy chưa? Đây. Linh đồng. Cầm á. Từ từ. Đi đây. Còn trước chân sau thế mới giàu. Từ từ từ, cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhá. Lại cháy ra tiếp rồi. Cháy mấy? Tâm không sao. Cháy trong cái thùng lỗ là nó lại tràn nhá. Không được gì. Ok. Bắt đầu ok. Sao sôi thế? Sôi à? Thiếu một công suất công tên này. Trứng. Trứng chưa chín đâu. Tháng 6. Ôi trời, được rồi. Tập giống anh ấy. Chén được rồi. Quả. Đấy, tao gắp cho. Không. Tập ăn sống đi. Chín nó sôi. À.
gần được rồi, đậy nắp lại. Cái gì nữa? Cái gì? Ăn trứng đi. Chưa chín đâu. Nhanh lên. Thế này nó xanh. Vâng. Ngon. Đây ta thử ăn trứng nhá. Không. Ta thử ăn ta xong ta bảo. Em nói thẳng cho anh biết nhé. Em chỉ áp dụng với cô hàng đấy thôi. Vẫn chưa chán à? Này em chẳng ăn cá mập cơ. Mấy cá mập à? Ôi, chén được không? Ấy, xử tăm rồi. Đại khái là được. Đây là miếng okay. Cá mà xử tăm. Tăm đây, bốc hơi, xôi dùng sụp thì khó. À, mời tất cả các bạn miếng nấm nhá. Mời các bạn miếng rau xanh nhá. Hai anh em mình ăn lẩu trên cây. Lẩu hóng, hóng gió. Phê lắm các bạn. Nó phải kể như thế này. Nó phải là tuyệt vời. Đỉnh của đỉnh. Gọi là tuyệt vời. Gọi là đỉnh của đỉnh. Đó, bảo là không sôi. Ngọt thế. Đây là hàng sót các bạn. Hàng sót á? Sót lại từ hôm nọ. Hương gì? Mày ăn trứng gần đâu? Không. Đóng đi. Khô ơi, tao đút vào tủ lạnh, khô luôn, điềm luôn. Xin tí. Tao để phần mày cái kìa. Nhanh nhanh quá. Ây da. Gọi là có thịt thì ăn. Vẫn gọi là có thịt thịt. Ui. Các bạn. Được rồi. Ăn trứng sống này ngon nhỉ. Thôi vẫn chưa cho trâu về à? Xuống mà đuổi nó lên. Cần nó đuổi lên hộ không? Cứ xuống xin. Xin cái đuôi là lên ngay. Đâu anh phần em đó? Kìa kìa. Ây, thảo thế. Cho ngay cái cấm. Còn cái này giả anh. Còn mức thế rồi. Thật thèm mà mẹ ăn thì ăn đi còn. Tôi đấy. Cái chó này à? Úi, sôi sục sục rồi. Ôi, cái thằng kia mày cứ đuổi trâu đi, đuổi trâu lại nhỉ. Bọn tao ngồi đây nó không dám lên là phải rồi. Ngu, không lên ra đây xuống làm gì. Ăn trên cơ rồi, cảm giác khác lạ các bạn. Phê. Ngon thì vẫn thế nhưng mà ăn trên cây cảm giác lạ hơn. Ăn lẩu không cô ơi? Mà hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi. Ngô chín rồi đấy. Chà chà chà. Nóng này. Ăn cái món gì kinh ngơ không? Ngày ăn lẩu nấm ngọc cầu không?
không ăn nó là gì? Khô lắm. Chi khô mất được tí vì lâu quá khô, gọi là có tí lẩu mặn hiểu không? Mút mát, mút mát được tí. Ây ạ, ây ạ. Các bạn biết những nơi nào làm lẩu được đẳng cấp chỉ mình sẽ làm. Chẳng hạn lẩu trên nóc nhà à, không được, nóc nhà thì bình thường mà. Ở trong hồ xí. Lẩu trong hồ xí. Ủa anh kêu mẹ. Hả? Mày có ăn được cái công lẩu? Vọt vẹt được tí từ hôm nọ gọi là ăn từ hôm nọ bỏ quên mà yểm hàng, mạo đệ yểm hàng bị quên, nó gọi là gì nhỉ, lấy phần à, gọi là bù bái. Bái cái gì mà bái, mày lúc nào cũng bù với chả bái. Thủng. Chán đấy à? Chán đi đấy. Chán nhưng mà chán đơn chín. Tôi cũng thục rồi. Em phải. Quá. Ô, tao ăn ngô ngon à. Ăn lẩu mình cũng sức lại ngô nhá các bạn. Ngọt. Ngọt đấy. Gọi là ngọt. Ngon. Ngon chứ thịt, à đâu. Cá. Hay gọi là. Thế cầm cần luôn. Ngon chứ lắm, ngọt từ. Cầm cần là cẩu, có cá. Câu ở đây. Nào. Xong. Nhát lên đây, ăn lẩu. Ê, em tưởng anh mang cái cần cầu rút. Mang không? Em bảo lúc nào trong người em cũng có cần cầu. Cần câu lạnh nó co ngắn quá à. Không. Ê, câu được nữa. Sao hả? Giết đó. Phạm mi ngừng hót rồi. Sắt mà sao vậy? À, biết cái gì? Sắt cũng biết sự giết mà. À chà. À, súp lơ của mày úa này, chín quá. Ăn ở trên này mát, sướng nhỉ. Mát nha. Em mát nhưng mà không biết anh cảm giác như nào. Ngon. Cái cả mùa hè ở trên này vẫn. Nó nhóm con cua với cái nhóm cá sang ăn kìa. Cá em nuôi đấy. Vịt tao nuôi kìa, bắt mà thịt. 2, 4, 6, 7. Thế thoát một con à? 2 con. 1 con. Thế trước 10 con. 10 con thì 2 con gầy. Ăn một con mình bắt thịt thì. Tao ăn gần no rồi. Anh cũng thế. Ái ui à. Có nhốt nấm à? Nấm ngon. Thả tất người. Thả tất con mẹ. Chả nốt. Em ăn rồi mà có con cỏ bé quăng yểu vào nồi à. Ngứa cực đít. Mày là tưởng tượng như kiểu phim hành động ấy nhỉ? Hành động. Sao mày không bảo đang ăn chả dụ có con cò bay qua rơi vào nồi? Thế anh có dám ăn không? Chẳng hết. Có ma đấy. Có ma. Chứ là tưởng tượng.
mới sống mày còn tưởng tượng chăn Amazon cắn, tao cũng lạy mày. Nhớ đâu cả sâu mấy cái chân người ta ra sao? Chân trong truyền thuyết à? Anh phải gặp một con này rồi. Mất mật. Mất mật. Ngon. Anh nói em ơi, em có được lợn á. Sao á? Em mua một con cá sấu về. Xong rồi chích được chân dương anh cho anh khỏi đi chơi. Sao thì lại có món cá sấu luôn? Mày biết cá sấu tao làm món gì không? Cá sấu cắn chết người ạ. Tao đang có ý tưởng cá sấu om dưa, mày đem cá sấu lên đấy. Cá sấu om dưa rồi mà. Dưa ra giờ. Lộ hết hàng. Ây da, nó quá. Chắn nó đi. Có này không mày? Có không này không mày? Có tiền mua ra điếu gì? Không. Đúng rồi. Có lợn. Em mua một con cá mập nè. Con gì đấy nhỉ? Con cua gì đấy? Con cua gì? Con ghẹ các kiểu á. Em xích chắc ở trên giường anh nhé. Xong tao làm món hổ đốn à? Không, xong rồi cho anh không đi chơi được. Thì ai ở nhà ăn nữa gì? Tức là anh đi xuống nó cắn chân anh. Bây giờ có trong có võng đây nằm ngủ luôn đẹp nhỉ? Nó quá. Anh này có muốn nằm dưới mặt nước à? Các bạn thấy ăn rồi này, hơi không? Anh muốn nằm dưới mặt nước không? Mày bảo nó nhảy không ngớt gì? Nhảy xuống nhau rồi. 3 ngày sau nổi lên cứ nổi mãi ấy. Điên rồi. Nổi mấy cái hồi nó lại chìm như. Nổi được mãi à? Rồi. Ăn xong rồi, đo cho tao mà. Về đây. Về gì? Về đi. Không gió á. Ăn nốt đi về. Rồi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nhá. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh. À, còn gì nữa. Hello. Nhớ chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Chia sẻ nhiều rồi. Chia sẻ cho các trang các nhóm. Mày làm một bài gọi là series kia đi. Bán hàng Facebook đi xem nào. Em học chia sẻ các ngang, các nhóm, các kiểu đi xem nào. Hết cái bài đấy rồi à? Bài quên mất rồi. Thôi, đấy đi. Tao nổi xuống. Ăn nốt đi, ăn nốt đi. Thôi, thằng cao cao mọi người nhá. Bye bye. Nhọn rồi rồi. Cái nồi này xịn mất nhỉ. Tao vẫn thèm ăn nốt đấy lắm. Ngô hết à? Mày nhìn anh biểu diễn chiếc lửa này. Chiếc gì? Chiếc lửa. Ơi. Cái gì đấy? Anh chở ơi à, cái gì nó không có lối xuống à? Xuống gì này, im sao nó cháy không nhá? Cháy cây rồi. Đây, như anh đốt cây này. Cháy cây, thấy chưa? Nó cháy được có một tí thôi. Điều xong hơi làm ấm ấy. Yeah. Anh đổ vào dễ là nó cháy đấy. Ui, để áp hơi này. Nó mới cháy tay anh ấy. Ui thôi, tắt rồi. Hết rồi, à đây. Còn cái này. Ủa ao em ạ. Nhìn này, quạt ba tiêu. Nhìn quạt ba tiêu hơi này. Ai xa vẫn chưa đủ sức.
Mỏi mồm chưa? Ui. Ai trời. Ê, cũng tắt à? Tắt chứ. Anh lại bật tiếp đi.